Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Thì ngày hôm nay shop chùm xỉ lẻ áo quạt điều hòa Thùy Linh bên em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho bác về những dòng sản phẩm áo quạt điều hòa. Và trong clip ngắn ngày hôm nay em còn chút phụ kiện lẻ như là cánh quạt hay dây nguồn, những phụ kiện lẻ em thanh lý xả kho cho các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang bị mất hay thiếu mót hay bị hư dây, hỏng dây hoặc là hỏng cánh quạt, các bác có thể mua lẻ những chiếc dây lẻ của bên em nhé. Đó. Và hình thức giao dịch của bên shop sẽ ship hàng CD trên toàn quốc. Nhận hàng các bác có quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm như bên em quảng cáo thì các bác vui lòng thanh toán tiền nhé. Đấy, đây là số điện thoại và Zalo của shop nhé. Để các bác có thể kết bạn Zalo để biết thêm chi tiết hơn về sản phẩm. Đó. Và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho bác về những cái sản phẩm như là dây quạt điều hòa nhé. Đấy, em còn phụ kiện lẻ để em thanh lý cho bác này. Đấy, bác nào mà bị hư dây, hỏng dây đấy, hoặc các bác muốn mua dây để mình cái quạt của các bác mà nó đang bị trục trặc, nó dây nguồn nó bị đứt mà chạy nó không được ổn định thì các bác có thể thay dây mới nhé. Đấy, một chiếc dây mới này hiện tại bên em đang bán cho bác giá là 50.000 một chiếc nhé. Đó, bác nào lấy vui lòng cộng thêm tiền ship vào giúp em nhé. Đó. Ồ, hoặc những cái dây nguồn rắc vuông nhé. Đấy, các bác nào mà đang sử dụng rắc vuông đấy, công tắc bấm, các bác có thể mua dây rắc vuông này cũng có. Đấy, dây rắc vuông này là 130.000 một chiếc thôi nhé. Đấy, 130.000 một chiếc dây rắc vuông. Hoặc những cái dòng như là cánh quạt đấy, cánh quạt mà các bác mà nó bị trục trặc hay bị cháy đó, mình dùng nhiều mà nó bị cháy cái đứt động mạch ở bên trong, các bác cũng có thể mua lẻ những cái cánh quạt bên em. Đấy, những cái cánh quạt lẻ bên em đang bán cho bác giá là 100.000 một chiếc này nhá. Đấy, bên em sẽ ship từ 2 chiếc và cộng thêm tiền ship nhé. Đó, cánh quạt đen này hoặc cánh quạt màu cam, đấy bác nào lựa cánh nào các bác cứ báo em. Đấy, cánh quạt sẽ là quạt ở trong sẽ là tụ đồng 100% và lõi của nó sẽ là lõi đồng các bác nhé, lõi đồng. Cái quạt này là quạt không chổi than nhé, chống nước tuyệt đối cho bác. Đó, về phần quạt. Và ngày hôm nay em đang còn một số ít cái dòng áo điều hòa nhé. Áo điều hòa đấy, màu xanh than này đấy, đầu tiên là màu xanh than. Màu thứ hai là màu vàng di đấy, màu vàng di đấy, cực kỳ đẹp. Và màu thứ ba là màu ghi sáng các bác nhé. Để các bác có thể lựa chọn. Áo thì hiện tại bên em đang xả kho cho bác giá là 150.000 một chiếc áo đấy, chưa bao gồm cước phí nhé. Còn quạt ngày hôm nay thì em giới thiệu cho bác về ba cái dòng quạt. Đó, đầu tiên là một cái dòng quạt, đó là dòng Kenco Blomax đấy, Kenco 22V. Dòng quạt này là dòng quạt cực kỳ mạnh đó, nó có mã vạch QR cho của nhà sản xuất cũng nhé. Dòng quạt Kenco là một cái dòng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Đó, dòng này thì đã được các bác xem được đài truyền hình VT1, VT2, VT3 và đài truyền hình Việt Nam nói rất là nhiều. Với dòng quạt Kenco hàng chính hãng, nó sẽ có tem mã vạch này. Đấy, từng quả pin nó sẽ có mã vạch QR. Đó, từng quả pin nó sẽ có mã vạch riêng của nhà sản xuất các bác nhé. Và dòng quạt hàng Kenco này là quạt 5 cánh nhé. Đấy, quạt 5 cánh không chổi than. Đó, và trong sẽ là tụ đồng 100% cho bác này. Các bác có thể quan sát kỹ hơn. Đó, tụ đồng 100% cho bác. Và quạt này sẽ đưa ra mức gió cực kỳ mạnh. Đó, hàng Kenco này pin chuẩn nó nhé. Đó, pin chuẩn Kenco. Đó, các bác có thể quan sát kỹ hơn. Đó, pin là 24.000 ampe, công suất cực kỳ mát. Và pin này các bác có thể chạy liên tục cho em tầm 18 đến 20 tiếng nhé. Đấy, các bác nào mà chạy ít thì qua chạy tầm 3 ngày không lo hết pin nhé. Với dòng Kenco đấy, cực kỳ hầm hố và xịn sò, sẽ có hai cổng, cổng vào và cổng ra để các bác có thể chạy và sạc cho điện thoại nhé, rất chi tiện và có chế độ báo phần trăm pin này. Đấy, hết pin các bác có thể sạc điện lưới nhé. Đấy, một bộ dòng Kenco sẽ đầy đủ cho bác là hai quạt này, dây nguồn đấy, pin, dây sạc đầy đủ cho bác này. Đó, sẽ kèm cho bác một áo nhé. Và clip này khi bác mua áo quạt Kenco, đó, áo quạt Kenco sẽ kèm cho bác thêm hai túi đá khô. Đấy, một bộ hàng Kenco. Đấy, hàng chuẩn của nó sẽ đầy đủ cho bác mã vạch. Đó, mã vạch QR đỏ và tem mác nhé. Đó, tem mác khắc chỉ và những hàng
in viền của Kenco hàng chuẩn chỉ các bác nhé. Nó nhận hàng các bác có quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm như em quảng cáo đây thì các bác thanh toán tiền. Và hàng Kenco này bên em sẽ có màu đầu tiên là màu xanh phụ rêu đó, hoặc là màu tím than thì các bác có thể lựa chọn đó, một bộ hàng Kenco đấy, hoặc là màu giản dị các bác nhé. Bộ Kenco này vải cực kỳ lì và nó có ưu điểm là không xù đó và không bám bụi các bác nhé. Dòng Kenco một bộ sẽ đầy đủ cả áo và quạt đầy đủ cho bác, giá là 122V, giá là 1.400.000 nhé, 1.400.000 cho bộ Kenco khuyến mại cực kỳ sắc nhé. Đó, hoặc là rẻ hơn đấy, dòng bình dân bên em cũng có cho các bác lao động như người dòng hàng gia ban đấy. Một bộ quạt hàng gia ban này sẽ đầy đủ cho bác 2 chiếc quạt này, pin dây nguồn. Và quạt hàng gia ban nó sẽ là quạt 3 cánh nhé, 3 cánh loại đồng ở bên tụ đồng bên trong này đấy, chạy cực kỳ mát. Và hàng này tất cả những mặt hàng bên em đều có chế độ bảo hành cho bác nhé. Đó, đều có chế độ bảo hành đấy, tùy vào cái dòng quạt. Và hàng gia ban này quạt 3 cánh không thể than đấy, pin là sẽ là 40.000 ampere và quạt sẽ là DC 15V các bác nhé. Đấy, một bộ gia ban đầy đủ như này hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá là 500.000 một bộ nhé. Đấy, bộ quạt gia ban giá là 500.000 một bộ. Tiếp đến là một cái dòng bộ quạt hàng Taki. Đó, với dòng Taki là một cái thương hiệu thì chắc nhiều người đã biết đến. Với dòng quạt Taki là quạt 32V ở 32.000 ampere và quạt sẽ DC 15V thôi các bác nhé. Đó, bên trong sẽ là quạt cánh đỏ này. Đấy, tụ đồng bên trong cho bác này. Đó, và dòng quạt Taki này là một cái thương hiệu thì sử dụng cực kỳ bền và độ chai pin cực kỳ tốt nhé. Và dòng quạt Taki thì là quạt 5 cánh. Đấy, quạt 5 cánh không chửi than, một bộ đầy đủ Taki như này, giá là 600.000 trên một bộ các bác nhé. Đấy, 600.000. Những cái bộ em đã báo giá đó, hàng gia ban Taki là bộ quạt đầy đủ phụ kiện. Đó, giá là 600.000 chưa áo nhé. Còn bác nào lấy thêm áo, các bác chưa có áo thì các bác có thể mua áo. Áo là 150.000 một chiếc. Đó, và tiếp đến là cái dòng quạt hàng Sensi. Sensi quạt sẽ là quạt DC 17V, pin là 50.000 ampere và dòng quạt Sensi này là quạt Max 2A nhé. Đấy, chạy cực kỳ tít và sử dụng với dòng công nghệ hàng Nhật cực kỳ xịn sò. Đấy, với công suất của nó đưa ra cực kỳ tít. Và dòng quạt Sensi là quạt sẽ là 9 cánh. Đấy, 9 cánh nó sẽ kém Kenco một xíu thôi. Đấy, bác nào mà có điều kiện mình có thể lấy cái dòng Sensi này. Đây là một cái thương hiệu thì cực kỳ xịn và ở trong sẽ tụ đồng cho bác nhé. Nó chạy cực kỳ mát. Đấy, nó sẽ đem giảm độ nhiệt độ ở trong cơ thể của bác cực kỳ nhanh. Với hàng Sensi, một bộ quạt sẽ đầy đủ cho bác, giá là 690.000 các bác nhé. Đấy, 690.000 cho bộ hàng Sensi. Đó, thì đó là những cái dòng quạt em vừa giới thiệu cho bác. Vậy bác nào đang quan tâm đến dòng áo quạt điều hòa nào của bên shop, bác cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên shop ạ.